10 loại trái cây chắc chắn ngủ ngon ngủ sâu, không sợ mất ngủ. Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong video chăm sóc sức khỏe ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, con người dành đến 30% thời gian trong cuộc đời cho giấc ngủ. Đây là thời điểm giúp cho cơ thể sạc đầy pin để bắt đầu cho một ngày mới. Thấu hiểu được vai trò quan trọng này, nhiều người đã sẵn sàng bỏ ra số lượng tiền lớn để mua một giấc ngủ chất lượng như là sử dụng thực phẩm chức năng, dùng cao lương mỹ vị, bổ dưỡng. Tuy nhiên, chúng ta lại có thể chăm sóc sức khỏe của mình, chăm sóc giấc ngủ bằng rất nhiều cách đơn giản như là rèn luyện thể dục thể thao, thực hiện thói quen sinh hoạt lành mạnh đúng giờ và ăn những loại trái cây tốt cho giấc ngủ. Nghe thì có vẻ như là lạ, nhưng nếu quý vị và các bạn vẫn ngờ ngợ về việc ăn trái cây giúp bạn ngủ ngon hơn thì đừng bỏ lỡ video này nhé. 10 loại trái cây chắc chắn ngủ ngon, ngủ sâu, không sợ mất ngủ. Trái cây là thực phẩm ngon, bổ và rẻ, giúp điều trị tình trạng mất ngủ hiệu quả mà nhiều người không hay biết. Bởi trong những loại trái cây thường chứa hàm lượng lớn chất dinh dưỡng cao, giàu vitamin, chất xơ, khoáng chất, rất có lợi cho sức khỏe. Do đó, nếu bạn ăn trái cây với lượng vừa đủ, chúng sẽ giúp bạn thanh lọc cơ thể, giảm bớt mệt mỏi, từ đó nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Những loại trái cây có công dụng chữa trị mất ngủ rất quen thuộc, dễ tìm và cách sử dụng rất đơn giản là cam, chuối, nho và dưa hấu. Ngoài chức năng hỗ trợ góp phần cho một giấc ngủ chất lượng thì các loại trái cây trị mất ngủ còn giúp bạn tăng cường sức đề kháng, giúp ngăn ngừa bệnh về loãng xương và ung thư. Đối với chị em phụ nữ còn giúp nuôi dưỡng sắc đẹp, ngăn ngừa lão hóa da. Và sau đây hãy cùng chúng tôi bỏ túi 10 loại trái cây giúp bạn có một giấc ngủ ngon ngay giờ đây nhé. Thứ nhất, táo, thuốc củ của hương thơm. Mọi người vẫn thường xuyên truyền tay nhau về câu nói mỗi ngày ăn một quả táo, bác sĩ cũng tránh xa. Có lẽ ai cũng biết loại trái cây này rất tốt cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng biết hương thơm có trong táo còn giúp an thần, du bạn vào giấc ngủ ngon. Hãy ăn một quả táo trước khi đi ngủ hoặc đặt một quả táo trên bàn cạnh giường. Những người mất ngủ có thể ngửi thấy mùi hương thơm, sẽ làm dịu dây thần kinh trong não, giúp đi vào giấc ngủ thật dễ dàng. 2. Chuối, thuốc ngủ của hạnh phúc. Chuối là loại trái cây giúp nhuận tràng, khơi thông đường ruột, cơ thể nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, mất ngủ từ đó cũng được tự nhiên mà cải thiện. Ngoài ra, chuối rất giàu serotonin, giúp điều chỉnh tâm trạng, có thể khiến mọi người vượt qua tâm trạng u buồn, duy trì tinh thần vui vẻ khi đi ngủ. Bên cạnh đó, loại quả này chứa hàm lượng vitamin B6 rất cao. Nó là một chất quan trọng thúc đẩy tạo ra melatonin, có tác dụng gây hiện tượng buồn ngủ ở con người. Một số cách sử dụng chuối là dùng nguyên trái để tráng miệng hoặc ăn mỗi ngày, xay sinh tố chuối, sử dụng chuối làm những món ăn vặt như chuối nướng, chè chuối, mứt chuối và kem chuối. 3. Kiwi, thuốc ngủ bổ sung canxi. Một trong những loại trái cây điều trị mất ngủ là kiwi. Loại quả này được nhiều người đánh giá cao trong việc hỗ trợ tạo ra giấc ngủ sâu, bởi chúng có chứa hàm lượng lớn canxi, magie rất cao, góp phần thư giãn tinh thần, khử hoạt tính. Nhờ đó, bạn sẽ nhanh chóng đi vào giấc ngủ và không bị thức giấc giữa đêm. Bên cạnh đó, kiwi cũng rất giàu hàm lượng vitamin C, vitamin E. Ngoài ra còn chứa nhiều serotonin và folate. Đây là những chất thiết yếu để tạo ra một giấc ngủ ngon. Theo báo cáo từ nghiên cứu thì nhiều người đã cải thiện đến 40% lượng chất lượng giấc ngủ khi dùng khoảng từ 2 đến 3 trái kiwi mỗi ngày. Đã có một số cuộc thí nghiệm thực tế đối với 24 người thường xuyên bị các cơn mất ngủ dày vò. Những người này được cho ăn 2 quả kiwi trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng, thực hiện đều đặn trong vòng 1 tháng, luôn đeo trên tay chiếc đồng hồ theo dõi giấc ngủ. Kết quả cho thấy thời gian đi vào giấc ngủ được rút ngắn đến 35%. Thời lượng giấc ngủ đã kéo dài hơn 13% và ngon hơn 5% với những ngày bình thường. Kiwi có thể trở thành một món ăn nhẹ, thỏa mãn cơn đói khi dần về đêm mà bạn không cần quá lo lắng. Bởi loại quả này rất giàu vitamin C, khoảng 190% lượng khuyến cáo và rất ít calo. Trường hợp bạn ăn đến 2 quả kiwi bóc vỏ đi thì chỉ chứa 93 calo, 5g chất xơ. Kiwi có chứa nguồn serotonin tự nhiên, giúp thúc đẩy thư giãn thần kinh để ngủ ngon hơn, đồng thời giúp kiềm chế sự thèm ăn, cực tốt cho những ai đang có kế hoạch ăn kiêng và giảm cân. Vì thế, nếu bạn đang có một chế độ giảm cân, thì bên cạnh việc lựa chọn các thực phẩm ăn kiêng phù hợp, kiwi cũng là loại trái cây bạn nên sử dụng thường xuyên nhé.
với vị chua chua ngọt ngọt riêng biệt của mình, kiwi luôn là loại quả ngon mà bạn nên đưa vào danh sách những thực phẩm tốt cho giấc ngủ để giúp bản thân hoặc những người thân bị chứng mất ngủ, khó ngủ có được chất lượng ngủ ngon hơn. 4. Cam, thuốc ngủ bổ não. Dưỡng chất và vitamin có trong cam sẽ giúp bạn xua tan căng thẳng, mệt mỏi và ổn định huyết áp. Từ đó cải thiện tình trạng mất ngủ, giúp cho người dùng có giấc ngủ ngon hơn. Cam cũng là trái cây chứa hàm lượng lớn melatonin dồi dào. Khi dung nạp cơ thể sẽ khiến bạn dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ một cách tự nhiên hơn. Ngoài việc sử dụng phần thịt cam để ăn thì bạn hoàn toàn có thể tận dụng hương thơm từ vỏ để hỗ trợ giấc ngủ. Trước khi đi ngủ, hãy đặt vỏ cam ở gần vị trí bạn ngủ. Một số cách chế biến từ vỏ cam mà bạn có thể tham khảo là nước ép cam, sinh tố, mứt cam, siro cam, trà vị cam, bánh bông lan nhân cam, phi lê cà rốt cam, bò xào, sốt cam. Một điều lưu ý rằng, mỗi ngày người trưởng thành chỉ nên dùng một trái cam, đặc biệt không uống nước cam khi đói. Không dùng cam để điều trị mất ngủ vào buổi tối, việc này sẽ khiến bạn khó ngủ hơn khi về đêm. 5. Vải thiều, thuốc ngủ đẹp da. Vải thiều là trái cây rất giàu glucose và vitamin, đặc biệt giúp an thần, rất tốt cho những người thường hay suy nghĩ và hay quên. Bạn có thể ăn một ít vải thiều vào buổi sáng và tối. Điều này sẽ có tác dụng tuyệt vời trong việc cải thiện tình trạng giấc ngủ, chứng hay quên do những vấn đề về giấc ngủ gây ra. Đồng thời, vải thiều cũng có thể giữ ẩm, cung cấp độ ẩm cho da, duy trì lưu thông trên da. 6. Dâu tây, thuốc ngủ dưỡng gan. Dâu tây rất giàu vitamin và canxi, góp phần làm dịu hệ thần kinh, ngăn chặn tâm trạng hoảng loạn, đảm bảo một giấc ngủ ngon. Có thể nói, dâu tây không chỉ giúp ngủ ngon mà còn là bậc thầy trong việc kiềm chế nóng giận và bổ gan. Để điều trị tình trạng mất ngủ, bạn có thể sử dụng dâu tây vào buổi tối. Nó sẽ hỗ trợ bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn, đồng thời ngủ cũng không bị thức giấc. Ngoài ra, việc dùng dâu tây còn đem lại những tác dụng tuyệt vời như ngăn ngừa ung thư, tăng cường hệ miễn dịch, chống viêm, tốt cho tim mạch và ổn định đường huyết. 7. Nho, thuốc ngủ giúp làm đẹp da. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, sẽ có một chất gọi là melatonin được tiết ra trong não người. Đêm đến là khoảng thời gian chất này được tiết ra nhiều nhất. Điều này đã khiến chúng ta cảm thấy buồn ngủ. Nhiều nghiên cứu đã xác nhận ra rằng nho có chứa một lượng lớn melatonin, góp phần cải thiện chu kỳ giấc ngủ và hỗ trợ giấc ngủ. Các nghiên cứu chỉ ra rằng sau khi ủ thành rượu, hàm lượng melatonin của nho có thể cao hơn và có lợi cho giấc ngủ. Vì vậy, chúng ta có thể lựa chọn nho có hạt nhỏ, có độ chín cao, có màu tối và không bị thối. Sau đó, lên men rượu tự chế với đường trắng và men. Thường xuyên uống rượu nho sẽ giúp cải thiện giấc ngủ, có tác dụng chống lão hóa và giúp ích cho việc làm đẹp. 8. Long nhãn, thuốc ngủ bổ não. Long nhãn được ví như linh đan, có tác dụng bổ não. Những nghiên cứu liên quan cho thấy long nhãn có thể ngăn ngừa chứng mất ngủ, cận thị và cải thiện trí thông minh. Những người thường xuyên cảm thấy chóng mặt, đầy hơi, đau đầu có thể dùng long nhãn để điều trị bổ trợ. Đối với người bị rối loạn giấc ngủ, có thể ăn long nhãn vào buổi sáng và buổi tối, hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều đấy. Vào buổi sáng, 10 quả long nhãn, 2 quả trứng ốp la, thêm một lượng vừa phải đường trắng và ăn khi bụng đang đói. Buổi tối, trước khi đi ngủ ăn khoảng 10 quả long nhãn, giúp bồi bổ khí huyết và chăm sóc làm đẹp da, điều trị tim đập nhanh và mất ngủ, đặc biệt tốt đối với phụ nữ. 9. Dâu tằm, thuốc ngủ bổ thận. Nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại đã phát hiện ra rằng trong dâu tằm có chứa một lượng lớn protein, axit amin cùng với vitamin nuôi dưỡng gan, cải thiện chức năng thận, giảm thiểu những triệu chứng suy nhược thần kinh và cải thiện đáng kể chứng mất ngủ. Cách sử dụng loại quả này rất đơn giản. Bạn hãy lựa chọn dâu tằm có chất lượng, làm sạch và đặt vào một cái lọ. Sau đó cho thêm rượu vào khoảng 30-50 độ với tỷ lệ rượu là 1 và 2. Đậy kín bình và ngâm trong khoảng 2-3 tuần là có thể sử dụng được. Bạn hãy uống một cốc nhỏ từ 30-50ml mỗi tối trước khi đi ngủ. Không chỉ nuôi dưỡng gan mà còn giúp an thần và ngủ ngon hơn. 10. Anh đào chua. Một trong những loại thực phẩm đầu tiên bạn nên bổ sung vào danh sách thức ăn hàng ngày để cải thiện giấc ngủ chính là quả anh đào chua. Theo một nghiên cứu gần đây tại Mỹ cho biết,
Một nhóm nhỏ phụ nữ lớn tuổi thường xuyên bị mất ngủ đã thử uống khoảng 240ml nước ép anh đào chua. Và một nhóm khác uống loại thuốc hỗ trợ giấc ngủ vào lúc trước khi đi ngủ khoảng 1 đến 2 giờ. Sau 2 tuần, kết quả cho thấy những người lựa chọn uống nước ép anh đào chua mỗi ngày đã cải thiện được giấc ngủ lên đến 1,5 tiếng đồng hồ mỗi đêm, nhiều hơn so với người không uống. Cũng theo nghiên cứu này, 240ml nước ép anh đào chua hoặc 400g anh đào khô chứa đến 140 calo. Đồng thời, trong loại quả này chứa nhiều hormone melatonin, là chất có khả năng thúc đẩy giấc ngủ, mang đến sự bảo vệ cho các axit amin có trong máu và tạo ra được melatonin trong cơ thể. Chính vì thế, đây chính là loại thực phẩm cải thiện giấc ngủ mà bạn không nên bỏ qua. Hãy thường xuyên sử dụng một ly nước ép anh đào chua khoảng 240ml hoặc 400g anh đào khô vào bữa ăn nhẹ khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ để cải thiện giấc ngủ của mình nhé. Bên cạnh các loại trái cây trên, chúng tôi cũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số loại thực phẩm cũng có tác dụng giúp ngủ ngon, chữa mất ngủ, cải thiện giấc ngủ tốt hơn ngay sau đây nhé. Thứ nhất, quả hồ chăn. Một nắm tay tương đương với 28g quả hồ chăn hay còn gọi là hạt dẻ cười. Có vỏ chứa nhiều melatonin, thúc đẩy giấc ngủ đến nhanh chóng. Lượng calo có trong loại quả này chỉ ở mức 160 calo. 6,5mg melatonin chứa trong quả hồ chăn sẽ giúp tăng chất lượng giấc ngủ của bạn. Bên cạnh đó, khi ăn quả này thường xuyên cũng giúp làm giảm nguy cơ béo phì, thừa cân bởi trong nó có chứa đến 3g chất xơ hòa tan, nhiều hơn bất kỳ hạt nào. 23% protein và 13% carbon hydrate. Có thể sử dụng quả hồ chăn như thức ăn vặt buổi tối trước khi đi ngủ để bạn có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. 2. Câu kỳ tử. Bạn có thể lựa chọn câu kỳ tử, một trong những loại hạt sấy khô ngon, tốt cho cơ thể, chỉ cần ăn một lượng khoảng 20g trước khi đi ngủ, kèm theo một cốc nước mát sẽ giúp cải thiện giấc ngủ sâu hơn. Loại hạt này rất phù hợp cho người lớn tuổi, những ai đang có vấn đề với giấc ngủ hàng đêm. Không chỉ có công dụng tốt trong việc chữa mất ngủ, câu kỳ tử còn có thể cải thiện việc khô miệng khi ngủ, giúp tinh thần sảng khoái, vui vẻ, minh mẫn vào sáng hôm sau. Bên cạnh đó, nó còn giúp an dưỡng tinh thần, mang đến sức khỏe tốt, làm đẹp da và tốt cho mắt. Nên nhai trực tiếp câu kỳ tử rồi uống nước lọc tráng miệng, hoặc nếu không nhai được thì nên nghiền rồi ngâm vào trong cốc nước mát, sau đó uống nước và nuốt cả bã để đạt được kết quả tốt nhất nhé. 3. Bánh quy giòn phô mai. Trong phô mai thơm ngon có chứa nguồn lycopene kết hợp với bánh quy giòn sẽ cho ra hợp chất có thể sử dụng để tạo ra serotonin và melatonin, giúp ngủ ngon và sâu hơn. Đây sẽ là bữa ăn nhẹ tuyệt vời dành cho những ai đang tìm kiếm loại thực phẩm giúp ngủ ngon. Sự kết hợp của protein từ phô mai và carbon từ bánh quy giòn hỗ trợ lượng đường trong máu được ổn định và sản xuất các hóa chất hỗ trợ giấc ngủ. Hơn nữa, 4 chiếc bánh quy giòn và 1 que phô mai khoảng 28g chỉ chứa 150 calo nên những ai ăn kiêng cũng không cần lo lắng khi sử dụng chúng hàng ngày nhé. 4. Ngũ cốc nóng. Thông thường, một cốc ngũ cốc thơm ngon bổ dưỡng chỉ dùng vào bữa sáng. Tuy nhiên, đây cũng là loại thức uống có thể dùng vào ban đêm để ngủ ngon hơn. Các loại ngũ cốc nguyên hạt như bột yến mạch có chứa nhiều chất xơ, vitamin, nguồn melatonin tự nhiên, tác động tốt đến sức khỏe của hệ tiêu hóa, ức chế thèm ăn, đồng thời mang đến hiệu quả tốt cho giấc ngủ. Bạn có thể sử dụng ngũ cốc nguyên hạt để nấu và dự trữ trong tủ lạnh, dùng dần vào buổi đêm trước khi đi ngủ một tiếng. Có thể uống không hoặc kết hợp với một ít sữa ngon và topping, hay thêm một muỗng nho khô để bữa ăn ngon miệng hơn. Melatonin có trong các loại ngũ cốc như yến mạch và lúa mạch hỗ trợ giấc ngủ tốt. Và 3/4 chén khoảng 175g bột yến mạch nấu chín được làm bằng nước chỉ có 124 calo mà thôi. Do đó, những ai đang giảm cân cũng có thể yên tâm sử dụng nhé. 5. Hỗn hợp hạt và trái cây khô. Trái cây sấy khô, các loại hạt khô là lựa chọn lành mạnh điển hình cho danh sách thực phẩm giúp ngủ ngon hơn. Một số thành phần hỗn hợp đường mòn, chẳng hạn như quả óc chó và quả nam việt quất khô. Bên cạnh việc cung cấp chất béo lành mạnh, vitamin B và khoáng chất, trong những thực phẩm này còn chứa melatonin giúp người ăn có một giấc ngủ ngon. Sử dụng 1/4 cốc, khoảng 38g, các loại hạt và trái cây khô chỉ thường chứa khoảng 173 calo mà thôi.
hãy chú ý cân bằng các thành phần, các loại hạt, các loại trái cây khô để tránh làm tăng quá nhiều calo khi ăn nhé. 6. Yogurt. Sữa chua nguyên chất, lên men hoàn toàn tự nhiên hay thức uống men dinh dưỡng có chứa hàm lượng lớn canxi và protein tuyệt vời, rất tốt cho sức khỏe nếu sử dụng thường xuyên, đặc biệt đối với các vấn đề liên quan đến xương khớp, hệ thần kinh, đồng thời giúp bạn cải thiện được chất lượng giấc ngủ. Lời khuyên dành cho bạn, nên ăn loại sữa chua có kết hợp với các hương vị trái cây để ăn ngon và cung cấp nhiều chất dinh dưỡng khác nhau. 7. Hạt bí ngô. Trong hạt bí ngô rất giàu magie và tritophin, giúp tạo ra melatonin trong não, hỗ trợ giấc ngủ, đặc biệt sẽ rất tốt khi ăn với các loại hạt khô như nho khô hoặc trái cây tươi và sạch. Trong một nghiên cứu với 25 người trong vòng 1 tuần, sử dụng thường xuyên mỗi ngày 250mg tritophin từ hạt bí ngô, cho thấy rằng giấc ngủ của họ đã được cải thiện lên đến 5% so với những ngày bình thường, đồng thời ngủ sâu hơn bởi số lần thức dậy giữa giấc đã được giảm đi khá nhiều. 8. Đậu nành luộc. Đậu nành xanh luộc là loại thực phẩm giàu protein, những người Nhật thường ưa chuộng trong các bữa ăn của mình. Kết hợp ăn đậu nành với bánh mì và các loại ngũ cốc nguyên hạt sẽ cho bạn bữa ăn nhẹ nhàng nhưng lại nhiều dưỡng chất. Và quan trọng là sự kết hợp giữa các loại thực phẩm này sẽ tạo ra nguồn melatonin cần thiết cho việc tăng hiệu quả giấc ngủ. Bạn có thể ăn đậu nành xanh luộc hoặc loại đông lạnh tươi sống hay rang khô, nhưng cần lưu ý kỹ nếu bạn ăn kiêng hay đang trong chế độ giảm cân, bởi đậu nành rang chứa nhiều calo hơn so với các loại còn lại. 9. Trứng. Một quả trứng gà được kiểm dịch nghiêm ngặt, an toàn khi sử dụng loại lớn chứa 72 calo, cung cấp đến 6g protein giúp thỏa mãn cơn đói, và 83mg tritophan tốt cho não để cải thiện giấc ngủ cho những ai đang bị căn bệnh này quấy rầy mỗi đêm. Có rất nhiều cách để chế biến món trứng ăn đêm bạn có thể tham khảo, như đem đi luộc chín và để sẵn trong tủ lạnh dùng dần, hoặc có thể chế biến món trứng trộn salad với dầu chấm chiết xuất, thành phần an toàn, cùng với các loại rau củ quả tươi ngon để tăng cường chất xơ, protein cho cơ thể. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi xem video này, chắc bạn đã biết được thêm những công dụng tuyệt vời của các loại thực phẩm quen thuộc xung quanh nhà rồi đúng không? Nếu như quý vị và các bạn thường xuyên bị mất ngủ, rất khó để chìm vào giấc ngủ say, thì hãy bổ sung vào thực đơn ăn uống ngay những loại thực phẩm mà giúp ngủ ngon, chữa mất ngủ. Cuối cùng, nếu như thấy video này hay, quý vị và các bạn cũng đừng quên hãy chia sẻ rộng rãi tới bạn bè, tới những người thân yêu của mình để cùng áp dụng. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh, sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để cập nhật những video mới nhất, hay nhất đến từ ban biên tập chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình.